Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Manga Boruto hiện đang rất hấp dẫn khi diễn ra trận chiến với Otsutsuki Ishiki, nhưng một tháng chỉ ra một chương khá là lâu. Tuy nhiên, anime Boruto thì vẫn đều đều hàng tuần ra một tập, vì vậy chúng ta xem giải trí thì cũng khá là ok. Trong Boruto tập 161, khi nhóm Boruto đã đến Mặc Quốc và đột nhập vào lâu đài của Sakuya để truy tìm dấu vết của tế bào Hashirama, cũng khá đáng buồn khi tế bào Hashirama hiện giờ đã có thể kiếm được trên thị trường chợ đen, chứ không còn hiếm nữa. Khi Boruto đến phòng của Sakuya để tìm kiếm tế bào, Sakuya đã bị chết và hộp đựng tế bào của Hashirama bị đánh cắp. Bốn ninja anh em trước đây đã cải trang thành phụ nữ để quyến rũ Kirishaki là thủ phạm của vụ đột nhập này. Những ninja này cũng khá là chuyên nghiệp. Họ lập tức vu oan cho Boruto, tức ninja của làng lá, giết chết quản gia và cuối cùng là ném quả bom khói để tẩu thoát. Nhóm ninja này cố gắng chạy trốn đem theo tế bào của Hashirama, trong khi Boruto và Konohamaru phải đối mặt với binh lính của lâu đài sau khi cái chết của chủ nhân và quản gia được thông báo. Hiện giờ, tình hình của Boruto thật tồi tệ, tế bào của Hashirama thì đã bị đánh cắp và nhóm ninja làng lá thì đang bị truy lùng bởi tất cả những tên tội phạm ở Mặc Quốc. Boruto thì dính phải một loại nước hoa, khiến cho việc cậu ta đi đâu thì cũng bị săn lùng đuổi theo. Điều gì đã xảy ra trong tập 162? Hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Thứ nhất, Mugino và Boruto teamwork với nhau rất ăn ý. Và mở đầu tập 162, mùi nước hoa vẫn còn lưu lại trên cơ thể của Boruto, vì vậy cả đội đã phải tách ra để hoạt động. Sarada thì đi với thầy Konohamaru, còn Boruto thì đi chung với Mugino. Konohamaru đã lo lắng rằng Mugino và Boruto sẽ không hòa hợp được với nhau, nhưng chỉ có một khoảnh khắc họ không hợp nhau, đó là khi Mugino bảo Boruto nhảy xuống cống để hy vọng dùng mùi thối của nước cống át đi mùi nước hoa trên người. Boruto đã từ chối, vì vậy Mugino đành dùng thủ đoạn khiến Boruto ngã xuống cống. Nhưng ngoài ra, sự hợp tác của Mugino và Boruto diễn ra khá tốt, ngay cả Mugino và Boruto cũng đã cướp được một chiếc khinh khí cầu, là một giải pháp rất tốt cho cả nhóm chạy trốn. Thật không may, ngay sau đó chiếc khinh khí cầu đã bị bắn rơi. Điều thú vị là để hạ gục chiếc khinh khí cầu này, các ninja và băng cướp ở Mặc Quốc đã sử dụng một loại vũ khí tương tự như súng phóng hỏa tiễn. Tuy nhiên, thứ được phóng ra không phải là đạn mà là một thanh kunai đang mang bùa nổ, khá vui nhộn. Thứ hai, Boruto được cứu nhờ đứa trẻ mà anh ấy đã giúp trước đây. Cậu bé được Boruto cứu ở Mặc Quốc trong tập trước đã giúp đỡ nhóm Boruto. Đứa trẻ có tên là Katara và sự giúp đỡ của cậu ấy là rất lớn. Hóa ra, Katara và một số cậu bé ở Mặc Quốc đã sống dưới lòng đất, điều khiển tuyến đường ngầm. Họ cũng có thể thu thập thông tin một cách nhanh chóng. Những đứa trẻ cũng đã giúp đội 7 ra khỏi thành phố, đồng thời cũng có manh mối để tìm ra những kẻ trộm tế bào Hashirama. Điều đáng ngạc nhiên ở đây là Mitsuki đã đợi đội 7 trước tại nhà của Katara dưới tầng ngầm thành phố. Cô bé được Yubina cứu bởi sự giúp đỡ của Mitsuki, hóa ra lại là em gái của Katara, một sự trùng hợp rất may mắn cho Boruto. Thứ ba, Dipa rất nguy hiểm. Dipa là thành viên của Kara, xuất hiện trong Boruto tập 162. Cô ấy được cho là thấy đang ăn bít tết tại một quán ăn. Sau đó, chúng ta thấy Dipa dường như đã giết chủ nhà hàng và những người khác trong quán. Tuy nhiên, Mặc Quốc chứa đầy những tên cướp và ninja nguy hiểm, vì vậy những người mà Dipa giết có thể hoàn toàn là những tên tội phạm, chứ không phải là người vô tội. Nhưng điều này cho thấy Dipa là một nhân vật khát máu. Thứ tư, Boruto bị phục kích bởi ninja làng mây. Vào phần cuối của Boruto tập 162, đội 7 bị tấn công bởi một người dùng Raitong. Họ vẫn ở trong bóng tối và chưa lộ diện. Nhưng nếu bạn chưa xem bản xem trước của Boruto tập 163, bạn sẽ thấy rằng những kẻ tấn công đến từ làng mây. Trên thực tế rằng, một trong số họ dường như là Omoi, một ninja khá cứng rắn, vệ sĩ của Darui. Có phải các ninja làng mây cũng đang nhắm mục tiêu vào tế bào Hashirama không? Nếu vậy, điều này thực sự có thể trở thành xung đột giữa các làng. Nghĩ lại thì Raikage cũng là Kage duy nhất chưa có câu chuyện lớn nào trong phần Boruto cho đến nay. Sẽ rất thú vị nếu bắt đầu từ đây sẽ diễn ra câu chuyện về làng mây. Đó là những điểm nổi bật trong tập 162. Cuộc chạy trốn của Boruto và đội 7 ra khỏi Mặc Quốc đã thoát khỏi thành công. Tuy nhiên, cái kết của tập này khá gay cấn khi có sự xuất hiện của các ninja làng mây. Bạn nào vẫn theo dõi Boruto anime thì hãy để lại ý kiến phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.